Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, làn sóng rời phố về quê đã trở thành một xu hướng với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ trước áp lực của công việc, cuộc sống và cả môi trường ô nhiễm nơi đô thị. Hiện nay thì mọi người vẫn dần thay đổi suy nghĩ và bắt đầu có mong muốn trở về quê sinh sống, xây nên những ngôi nhà đẹp xinh và tận hưởng không gian xanh mát. Và khi đại dịch COVID-19 xuất hiện thì xu hướng rời phố về quê ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Và trong chuyện tối nay ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay anh Đào Xuân Thành, là một kiến trúc sư, sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà chúng ta lại có xu hướng rời phố về quê như hiện nay. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Và tôi có nhớ một cái câu hát của ca sĩ Denvo, anh nói rằng là nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm là mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Theo anh thì không biết là lý do vì sao mà chúng ta lại có những cái áp lực để mà mọi người quyết định rời thành phố để mà về quê sinh sống ạ? Xin mời anh. Vâng. Theo tôi thì thực ra cái cuộc sống, nhất là những người mà từ nông thôn chuyển ra thành phố ấy, thì khi chuyển ra thành phố chúng ta phải đối mặt với công việc, những áp lực bởi công việc. Ngoài ra thì với cái chất lượng cuộc sống ở các thành phố lớn hiện tại chưa phải là tốt. Chúng ta bị đối mặt với các áp lực về môi trường, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, các vấn đề về an toàn giao thông. Thì thực ra nhiều khi là chúng ta quay trở lại, mình nhìn lại là chúng ta đang bị quá căng thẳng và chúng ta đang bị đánh đổi nhiều quá cho cái cuộc sống ở ngoài đô thị này. Liệu chúng ta có cần quay trở lại không? Quay trở lại nơi chúng ta bắt đầu, là những vùng nông thôn chúng ta đã được sinh ra. Tôi nghĩ đấy là một cái lý do mà đấy là một cái xu thế mà tôi nghĩ là trên toàn thế giới cũng đang có xu thế là mình sẽ quay lại những vùng nông thôn để mình sống cuộc sống bình yên hơn, bình yên hơn và tìm lại một cái sự cân bằng cho mình. Sau này thì chúng tôi vẫn thấy rằng gần như là cái xu hướng để mà về quê sinh sống này nó thường dành cho người lớn tuổi. Thông thường thì họ sẽ nghĩ là thôi bố mẹ về hưu rồi, hay bố mẹ có tuổi, bố mẹ sẽ về quê với người thân, với những cái nơi mà chôn nhau cắt rốn của mình. Tuy nhiên thì bây giờ cái xu hướng đấy đang trẻ hóa dần. Và bản thân chúng tôi cũng thế, chúng tôi cũng dịch chuyển từ thành phố về những cái nơi rất là xa, yên bình hơn để chúng tôi sống. Và rất là nhiều người thì nói rằng cái đợt dịch Covid này nó cũng là một cái sự dịch chuyển lớn của mọi người về cái lối sống, là ngoài cái việc tránh dịch ra thì cái việc họ muốn yên bình về nông thôn nó hiển thị rất là rõ. Thì không biết có đúng không anh Thành? Theo tôi nghĩ là đúng, bởi vì này, bạn nói đúng về cái việc là thực ra mình hay nghĩ cho bố mẹ mình là các cụ đến tuổi rồi, cũng muốn gọi là có thể là mua một ngôi nhà ngoại ô cho cụ, các cụ cuối tuần về hưởng cái không khí cuối tuần, nhiều cây xanh, không khí tốt hơn. Nhưng cái đại dịch Covid, tôi nghĩ là đối với người trẻ là những người họ sẽ cập nhật những thông tin nhanh hơn những người có tuổi, và họ cũng sẽ có một suy nghĩ thoáng hơn. Họ không cần phải ở quá một chỗ. Ví dụ những người lớn thì họ không muốn thay đổi cái cuộc sống đã gắn với họ mấy chục năm, nhưng người trẻ hoàn toàn họ có thay đổi. Dạ. Nên vậy cái đại dịch Covid ảnh hưởng đến toàn cầu và ảnh hưởng đến rất tất cả mọi người, trong người trẻ, nhất là cái việc mà làm mọi người cân nhắc cái việc là có nên chuyển đến một nơi khác nhẹ nhàng hơn, về quê, về những nơi yên bình hơn hoặc là xa hơn một chút. Thì tôi nghĩ là điều mà ảnh hưởng gọi là khá lớn ấy. Dạ. Tôi cũng là người có những suy nghĩ cho vấn đề đấy. Dạ vâng. Thực ra thì chúng ta vẫn hay nói với nhau một cái câu chuyện là làng trong phố này, phố lại trong làng. Ví dụ chúng ta sống ở trong phố đi chăng nữa thì trong nhà chúng ta vẫn có cây xanh, vẫn có hoa lá, chúng ta vẫn cố bố trí làm sao đấy. Và chúng tôi nghĩ rằng đấy là cái yếu tố văn hóa từ xa xưa rồi. Chúng ta đang sống ở trong một cái đất nước nông nghiệp, và dù muốn hay không, cái văn hóa đấy nó vẫn tác động đến ngày nay, đúng không ạ? Và nhiều người thì nói rằng là do là chúng ta về quê vì nhiều cây xanh, về quê vì nhiều bóng mát, về những cái không khí ở quê như anh vừa chia sẻ. Vậy thì trong cái vai trò là một kiến trúc sư thì anh thấy điều đấy là nó có chính xác không? Hay nó chỉ là một phần cái tác nhân mà người ta muốn về thôi? Không, tôi nghĩ là đúng đó. Bởi vì là thực ra là bạn nói đúng là tất cả những người trẻ như mình ấy, mà ra thành phố lập nghiệp, học hành, lập nghiệp, thì mình trải qua cuộc sống tuổi thơ với sự yên bình, với cây xanh, với những khoảng trống. Xong mình chuyển qua thành phố bị những áp lực bởi công việc, dạ, bởi mọi thứ. Thì là cái việc mà mình muốn quay trở lại, đấy là tôi nghĩ là đấy mà giống như một sự bản ngã của mình. Như là một cái bản năng, đúng rồi, người ta bản năng mình về. Muốn quay lại. Đầu tiên là mình thấy sự khó khăn là mình muốn quay về ạ. Đó, thì tôi nghĩ đấy chuyện hoàn toàn đúng đắn thôi. Và theo anh thì liệu cái điều này nó có trở thành xu hướng trong tương lai không? Thực ra thì thế này, cái chuyện cái đấy thụ
tôi nghĩ phụ thuộc lớn vào cái sự quy hoạch của các nhà quản lý và phần quy hoạch. Và thực ra người trẻ mình thì luôn muốn sống ở những cái thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội thăng tiến bản thân. Nhưng mà đại dịch Covid và những cái yếu tố mình đã nhắc đến lúc đầu á, làm cho mình suy nghĩ lại là mình có cân nhắc quay lại không, mình có cần, tức là mình có, tức là một cái sự phân vân, mình có phù hợp. Một cái sự phân vân về cái lối sống này, phong cách sống này, sự thay đổi công việc. Chính đúng không xác. Anh, con người mình có phù hợp với cuộc sống thành phố không? Và tôi biết là các nhà quy hoạch và quản lý luôn có những cái định hướng về quy hoạch vùng để kéo nhân tài, kéo những người được học hành đào tạo về tại địa phương để phát triển cái các cái phần yếu tố của địa phương đấy, đúng rồi, để cho nó đồng đều mọi mặt. Ví dụ có trường học, có bệnh viện thì ở nơi đấy cũng có những cái chuyên gia. Đúng rồi, họ muốn có những chuyên gia, đúng rồi. Cái tính năng. Và hiện tại là những người trẻ mình đang không muốn về thôi. Còn bây giờ mình muốn về thì tuyệt vời, và đấy, nếu mà mọi người, những người trẻ mà muốn về thì tôi nghĩ là đấy là một xu thế mà tốt và đúng cái chiến lược mà những người định hướng họ quản lý họ muốn đấy. Ý của anh chính Thành xác. Tức là nó là một cái sự dịch chuyển chính nhưng xác. Mà trong cái sự dịch chuyển đấy nó không phải là của một cá thể mà nó nằm trong một cái quy hoạch chính đúng xác. Không ạ? Hôm nay chúng ta hiểu là như vậy. Đúng rồi. Vậy thì em cũng có một cái thắc mắc là mọi người thì hay nói rằng là nó do cái không gian sống. Vậy thì không biết rằng là với cái không gian sống ở cái vùng nông thôn nhá, với cái sự công việc dịch chuyển, nó có đồng thuận cái sự quyết tâm không? Vì bản thân chúng tôi cũng thấy rằng rất là nhiều người đã bỏ quê quay trở lại thành phố. Đúng rồi. Vì sao vậy? Suy nghĩ của riêng tôi thôi. Tôi nghĩ là có hai vấn đề chính thôi. Một là họ chưa lường trước hết những khó khăn. Khó khăn nói thẳng luôn là về tài chính. Bởi vì rõ ràng là về quê mình phải có kế hoạch để mình có cái nguồn thu nhập. Thứ hai nữa là kinh nghiệm. Bởi vì mình được đào tạo là để tạo mình có thể là làm những công việc ở thành phố. Nó thật là thế. Nhưng về nông thôn thì không mình thích nghi được. Đó. Tức là mình phải có kinh nghiệm để mình, nói thật là trồng rau, mình sửa bóng đèn, mình làm gì đó. Ngoài này thực ra là họ có đội chuyên hết rồi, mình không phải làm. Thì lúc ấy mình lại phải có kế hoạch và sẵn sàng để mình về. Còn nếu mà không có thì về hay sẽ, tôi nghĩ sẽ anh bị làm gặp tôi một... nhớ lại cái bộ phim Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Con người ta đều làm tự làm được tất cả đúng mọi rồi, thứ, bố mẹ con cái gọi là homeschool, học đúng và rồi. Làm việc ngay tại nhà thì dường như cái điều anh chia sẻ nó cũng tương tự như vậy. Chính xác. Tôi được biết rằng là anh cũng là một kiến trúc sư và bây giờ cũng đang định hướng cho mình một cái con đường gọi là nó là khởi nghiệp, thì tôi nghĩ chắc là anh cũng đã khởi nghiệp rồi đúng không ạ? Vậy thì anh có lời khuyên gì cho mọi người khi mà mọi người có những cái ý định mà chúng ta sẽ rời bỏ hay là dịch chuyển công việc từ thành phố về vùng nông thôn, hoặc là chúng ta sẽ bắt đầu lại để thích nghi như thế nào? Tôi nghĩ này, tức là những người trẻ như tôi và bạn thì khi mà muốn về quê sống thì tôi nghĩ luôn có một kế hoạch cho việc đấy rồi, luôn có một kế hoạch. Và tôi nghĩ yếu điểm duy nhất của người trẻ luôn là sự thiếu kiên nhẫn thôi. Tôi nghĩ là nếu mà mình có kế hoạch và có mục tiêu thì cố gắng mình làm đến cùng. Bởi vì người trẻ mình hay mất kiên nhẫn khi nhìn thấy những người khác thành công hoặc họ làm nhanh hơn mình, tốt hơn mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình làm chưa tốt. Và tôi nghĩ là cái sự kiên nhẫn là điều mà tất cả những người như tôi và bạn thì rất cần nếu mà có một kế hoạch nào đấy cho tương lai của mình. Dạ vâng, tôi rất là đồng ý với anh, kiên nhẫn là một điều rất là quan trọng. Vì bên cạnh sự kiên nhẫn, chúng ta chắc cũng phải duy trì cái tình yêu của chúng ta này, duy trì cái tâm huyết và đặc biệt là cái đam mê, cái chuyên môn. Vì tôi nghĩ rằng chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cần phải có một công việc, ăn cư mới lạc nghiệp. Chúng ta có công việc ở trong tay, chúng ta có niềm tin này và một sự kiên trì như anh Xuân Thành chia sẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Xuân Thành với những điều mà anh đã nói cho ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng những bạn trẻ cũng sẽ phấn đấu để có một cái cuộc sống sao cho mà mọi người có thể là cân bằng được nhất. Chính xác, sự cân bằng. Dạ. Và anh còn muốn chia sẻ điều gì với khán giả không ạ? Dạ, rất là cảm ơn chương trình đã mời tôi đến đây hôm nay và chia sẻ những suy nghĩ của tôi về vấn đề rời bỏ thành phố về quê. Và tôi nghĩ đến một vấn đề khá lớn trong cái cuộc sống hiện đại này. Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống ạ. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, và với những chia sẻ của anh Đào Xuân Thành thì cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.